Thời điểm này, các điểm du lịch ở khắp nơi rộn ràng đón khách và chợ nổi miền Tây dường như cũng trở nên sôi động, tấp nập hơn. Do vậy, so với thời Hoàng Kim, chợ trên sông vẫn còn xa vắng. Ngay cả một trong những nơi được xem là còn sức sống nhất nhì đồng bằng sông Cửu Long hiện nay là chợ nổi Cái Răng cũng đang phải trăn trở tìm lại mình và thu hút du khách. Nhằm quảng bá hình ảnh chợ nổi, các sản phẩm du lịch đến du khách, kích cầu và kết nối các sản phẩm tour tuyến, hàng năm cứ độ tháng 7, thành phố Cần Thơ tổ chức ngày hội du lịch chợ nổi Cái Răng. Với chủ đề bảo tồn và phát triển văn hóa chợ nổi Cái Răng, ngày hội năm nay diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 7, hứa hẹn rất nhiều hoạt động hấp dẫn. Anh Minh Thiện qua phim trường ảo của HCTV sẽ mời quý khán giả vượt không gian để ghé thăm mảnh đất gạo trắng nước trong này. Chợ nổi Cái Răng được tạp chí du lịch Ru Cai của Anh bình chọn là một trong 10 khu chợ ấn tượng nhất thế giới và được vinh danh là một trong 5 khu chợ thú vị nhất châu Á. Trong web Your Amazing Places đưa khu chợ này vào danh sách 6 chợ nổi đẹp nhất châu Á. Còn tạp chí Lonely Planet Traveler thì ca ngợi đồng bằng sông Cửu Long là nơi trải nghiệm cuộc sống sông nước. Chợ nổi Cái Bè, chợ nổi Cái Răng, nơi các thuyền tấp nập, âm thanh trộn nhịp qua lẫn giọng ca giọng cổ già diết dẫn dương. Cái Răng ba láng dằm sáng xà no, anh có thương em thì mua một con đò để em qua lại thăm dò ý anh. Nhắc về chợ nổi là chỉ gây tới tiếng xuồng máy y xèo, tiếng bán hàng trả giá, tiếng sóng nước vỗ vào mang thuyền và cả tiếng cười nói của người mua kẻ bán. Biết bao tư vị cứ thế hòa vào lòng khiến ta hân hoan. Nhưng những điều thú vị đâu chỉ là một khoảnh khắc được ghi lại hay vẽ lại như thế này thôi. Lần đầu đến với chợ nổi miền Tây thì chắc chắn nhiều du khách sẽ ấn tượng với hình ảnh những cây sào dài, treo lủng lẳng mấy loại trái cây nông sản. Thương hồ gọi là cây bẹo, một phương thức quảng cáo chào hàng độc đáo có 102 ở nước mình. Cây bẹo thì thường làm từ cây tre để có độ dẻo dai, chịu được nắng mưa. Có cây cắm thẳng đứng, có chỗ thì cắm hơi xiên, lại có lúc nằm ngang như vậy nè. Lắm khi nó khiến cho Minh Thiện liên tưởng tới mấy nhịp cầu tre, cũng chỉ có ở miền Tây sông nước. Mà dù quen thuộc từ thổi nhỏ thì mỗi khi vượt qua thì Minh Thiện vẫn cảm thấy tim đập chân rung. Do đặc thù mua bán trên sông nước rất khó để sử dụng các băng rôn bản hiệu hay là tiếng trao để chào hàng. Vậy là cây bẹo được ra đời như một sản phẩm trong cái khó ló cái khôn của ông cha ta. Chỉ cần nhìn vào cây bẹo là biết người ta bán cái gì. Chưa chắc đâu nghen anh Minh Thiện ơi, có nhiều thứ treo vậy thôi chứ không có bán à nghen. Treo mà không bán ngộ à nghen. Đó là quần áo, vật dụng sinh hoạt của bà con thương hồ vơi máng trên ghé. Vậy chứ tôi đố anh Minh Thiện, cái gì bà con bán mà không treo? À cái này tôi biết nè bé Khoai ơi, bán mà không treo là các loại đồ ăn thức uống đúng không? Những chiếc ghe này thì không có dùng cây bẹo mà thường là bà con bóp kèn để thu hút khách. Anh cũng rất là thích cái cảm giác chồng chành ở trên sóng nước, thưởng thức tô bún riêu, hủ tiếu nóng hổi hay là dĩa bánh bò xốp béo ngậy nước cốt dừa, ổ bánh mì giòn tan, rồi tận hưởng cảm giác lên đên, hít thở không khí bình yên ở trên sông. Còn cái này nhiều người cũng chưa biết đâu nè, nhiều khi chủ ghe treo thứ này nhưng bán thứ khác. Khi thấy cây bẹo treo một tấm lá lợp nhà hoặc tàu lá dừa thì người ta hiểu rằng chiếc ghe hoặc là xuồng là thứ mà họ muốn bán. Wow, nhiều điều thú vị quá đúng không quý khán giả? Lên trên trên ghe thuyền, len lỏi giữa những khu chợ nổi đông đúc, ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp và đi tìm cây bẹo có treo món hàng mình cần mua sẽ là trải nghiệm vô cùng thú vị. Trưng bày mô hình ghe tàu cây bẹo mua bán nông sản cũng là một cuộc thi hấp dẫn tại ngày hội năm nay. Thưa quý khán giả, lần theo tiếng đờn gia diết dấn dương, Minh Thiện đã có mặt tại chợ nổi Cái Răng cùng với đồng nghiệp của mình là chị Cẩm Nguyên sẽ giới thiệu đến quý khán giả thêm một đặc sản trứ danh nữa của miền sông nước. Tiếng đàn dài câu vọng cổ chảy tràn theo sóng nước, cảnh và tình miên man hòa hợp, lý giải phần nào sự gắn bó giữa những câu hò điệu lý, những bài ca tài tử điệu cải lương với không gian chợ nổi này.
rành chợ nổi như là rành sáu câu giọng cổ vậy. Nhưng mà có lẽ đây là lần đầu tiên chú dạo chợ nổi trong không gian phim trường ảo của truyền hình Hậu Giang về, đúng không chú? Đúng rồi, lần đầu tiên Út mới được tham dự một cái chương trình như thế này. Vậy thì cảm xúc của Út làm sao? Nói chung là cảm xúc của Út thì được ngồi để chơi với chương trình chợ nổi thì rất là tuyệt vời rồi. Dạ. Vậy thì chắc là bây giờ xin mời chú trổ mấy ngón đờn qua cùng giọng ca của biên tập viên Cẩm Nguyên trong bài... Bài Thương Về Chợ Nổi và Hợp Cảnh Hợp Tình luôn. Chú cho con miếng đờn nha. Dạ, Cẩm Nguyên cùng với chú sẽ dợt lại sẵn cho anh Minh Thiện nhận xét coi sao hen. Chở che trên môi ghé ngồi nghe tiếng nguyệt cầm ai khải buồn ghê. Anh ơi có từ hồi nào mà xôn xao chờ nổi tấp nập xuồng ghé cái hỏng bán mà treo, không tiếng sao mời mà nhộn nhịp biết bao, từ sáng tinh mơ đến khuya trời sương lạnh, giống rối ghe xuồng mấy bận đầy vơi, được phút nghỉ ngơi cũng lo trời sóng gió. Ngọt còn hơn mấy trái chôm chôm này luôn á chú Út. Dạ, sự ngọt ngào có lẽ là sẽ ngày càng đậm hơn khi mà chợ nổi bền lâu sức sống và thu hút được nhiều du khách đến với miền Tây. Dẫu cho khó khăn vẫn còn, nhưng mà niềm tin về sức sống khu chợ vẫn chưa bao giờ nguôi. Giống như việc các ngành chức năng nỗ lực suốt thời gian qua, ngày hội sắp tới hứa hẹn vẫn còn nhiều điều thú vị. Ngày hội có khoảng 15 hoạt động với quy mô trên 60 gian hàng. Điểm nhấn chính là hội thi nét đẹp áo bà ba xưa và nay, trưng bày mô hình ghe tàu cây bẹo mua bán nông sản tại chợ nổi Cái Răng. Ngoài ra còn có lễ diễu hành tàu trên sông, gian hàng quảng bá xúc tiến du lịch, giới thiệu đặc sản bánh dân gian Nam Bộ, giải đua thuyền rồng, dự kiến thu hút hàng trăm ngàn lượt khách tham quan trải nghiệm. Tồn tại hơn 100 năm qua, chợ nổi Cái Răng là đặc sản du lịch của Cần Thơ và của cả đồng bằng sông Cửu Long. Ngày nay, giao thông đường bộ, thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ. Muốn bảo tồn chợ nổi, ngoài giữ chân thương hồ thì cần có cách tiếp cận từ góc độ văn hóa du lịch. Nếu như được đầu tư đúng cách, có chiến lược phát triển và bảo tồn đúng hướng, phù hợp với thực tiễn hiện nay, chợ nổi sẽ tránh được nguy cơ chìm. Xa hơn là đưa du lịch chuyển mình và phát huy đúng tầm di sản phi vật thể quốc gia. Chờ mong dán hai ngày xưa nay biết đi về đâu, mong ngày sau bất ngờ ta sẽ gặp nhau, mong ngày sau bất ngờ ta sẽ gặp nhau. Dân ai mua bán ở chợ nổi cũng nặng lòng chuyện lời lỗ ấy đắt sau từng phiên chợ. Nhưng cũng như những cây bẹo dương mình hướng thẳng lên trời, treo các loại nông sản tươi ngon nhất, thương hồ chợ nổi cũng trưng bày cuộc đời mình trước dòng người qua lại bằng những nụ cười hồn nhiên nhất. Những nụ cười hồn nhiên có sức mạnh vô biên, cho ta vững tin rằng những giải pháp phát triển bài bản sẽ góp phần giữ sức sống chợ nổi, dẫu qua bao thăng trầm thời gian.